Ngày 25 tháng 12 năm 2021, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn phim về việc một nhóm người dàn cảnh trộm cắp tài sản của một người phụ nữ, gây bức xúc dư luận. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại trước tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021. Người phụ nữ đi xe máy màu xanh đã bị nhóm trộm nhắm đến từ trước. Hơn 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12, chị chạy xe máy đến tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương để đặt bánh. Chị không hề biết mình đã rơi vào tầm ngắm dù là nhóm trộm đã áp sát. Vừa xuất hiện, người phụ nữ ngồi trên xe máy bước xuống. Tài sản được nhắm tới là chiếc túi treo ở phía trước xe của nạn nhân. Người đàn ông đi xe đằng sau cố tình tạo ra một vụ va quẹt với nạn nhân. Nhận thấy xe bị va quẹt, nạn nhân ngoái lại quan sát. Đây cũng chính là thời điểm mất tập trung và sơ hở nhất. Người phụ nữ áo tím lúc này áp sát lại gần. Bà ta với lấy chiếc túi màu trắng treo ở phía trước xe của nạn nhân. Sau khi lấy được tài sản, rất bài bản, bà ta leo lên một xe máy khác và rời đi. Lúc này nạn nhân loay hoay nhìn xuống thì nhận ra chiếc túi của mình đã biến mất. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc áo xanh cũng nhanh chóng phóng xe rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, có lẽ nạn nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Theo lời nạn nhân, tài sản bị kẻ gian dàn cảnh lấy trộm gồm một điện thoại iPhone 11 Pro Max và một số tiền mặt tổng trị giá khoảng hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, chị không trình báo với công an. Sau đó đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, công an xã Phước Kiển cho biết vẫn chưa nhận được trình báo của nạn nhân. Qua thông tin của báo Thanh Niên, công an cho biết sẽ cho kiểm tra rà soát lại vụ việc để làm rõ. Ngoài ra, công an xã Phước Kiển cho hay khi xảy ra sự việc trộm cắp, người dân cần đến công an địa phương trình báo. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xử lý các đối tượng về sau.